Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi Như Hương đã có cho mình những tấm hình 3D vô cùng thú vị tại bảo tàng tranh 3D của điểm du lịch Quảng Ninh Kết. Đến bảo tàng tranh 3D, quý vị và các bạn sẽ ngỡ mình như đang lạc vào không gian nghệ thuật mới lạ, độc đáo và đặc sắc. Quý vị và các bạn sẽ có cho mình những tấm hình 3D sống động, sáng tạo cùng với bạn bè và người thân để lưu giữ làm kỷ niệm. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng với Như Hương, chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá bảo tàng tranh 3D ở điểm du lịch Quảng Ninh Gate nhé. Tại đây, du khách sẽ vô cùng ấn tượng với những phòng tranh 3D mang phong cách màu sắc đặc trưng khác nhau. Với diện tích 1.500 m², bảo tàng tranh 3D điểm du lịch Quảng Ninh Gate có 2 tầng và 6 phòng tranh với những chủ đề riêng biệt. Tầng thứ nhất gồm các điểm tham quan nổi bật của 14 huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Bắt đầu từ thị xã Đông Triều với hình ảnh cổng tỉnh lớn nhất Việt Nam như một lời mời gọi du khách bốn phương đến tham quan trải nghiệm với các địa điểm hấp dẫn như chùa An Ngọa Vân, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập cõi Niết Bàn. Lần lượt qua các huyện thị xã thành phố của tỉnh Quảng Ninh, bạn sẽ được trải nghiệm với những đặc sắc nổi bật riêng có của từng địa phương như di tích chùa Yên Tử của thành phố Uông Bí, làng chài của thị xã Quảng Yên, vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới của thành phố Hạ Long, thiên đường hoa Quảng La của Hoành Bồ, mỏ than của Cẩm Phả, cảng hàng không quốc tế của Vân Đồn, đồi chè hoa vàng của huyện Ba Chẽ, trại gà đồi của huyện Tiên Yên, bãi biển của huyện Cô Tô, thác nước 5 tầng Bạch Vân của huyện Đầm Hà, sống lưng khủng long của huyện Bình Liêu, đồi chè của huyện Hải Hà, mũi Sa Vĩ của Móng Cái. Tầng 2 là 6 phòng tranh theo từng chủ đề khác nhau. Đến phòng tranh chủ đề đại dương, bạn sẽ được tạo hình như đang hòa mình dưới nước với những chú cá mập, cá voi, cá heo dễ thương với thác nước, xoáy nước. Phòng tranh 3D chủ đề thiếu nhi cũng vô cùng ấn tượng du khách với những con vật dễ thương, nhân vật hoạt hình yêu thích của thiếu nhi. Nếu du khách thích cảm giác phiêu lưu thì sẽ chụp ảnh tại phòng tranh mang chủ đề động vật hoang dã như con rắn, con hổ, kinh công khổng lồ. Bạn sẽ có những bức hình vô cùng thú vị đấy. Còn nếu bạn thích chủ đề tiền vàng thì đừng bỏ qua những tạo hình bên kho báu 3D ở đây nhé. Ngoài ra, tại bảo tàng tranh 3D ở điểm du lịch Quảng Ninh Gate, bạn còn được trải nghiệm nhiều phòng tranh sống động, độc đáo khác với chủ đề khoa học viễn tưởng, chủ đề tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, bảo tàng tranh 3D điểm du lịch Quảng Ninh Gate, điểm check-in độc đáo và khác biệt, bắt đầu mở cửa từ ngày 27 tháng 4 năm 2019 với giá vé người lớn là 80.000 đồng và trẻ em là 50.000 đồng. Hãy đến với bảo tàng tranh 3D điểm du lịch Quảng Ninh Gate cùng với bạn bè và người thân ngay từ bây giờ để tạo nên những bức hình độc đáo và đáng nhớ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là một địa điểm giải trí tham quan mới lạ, có thể giúp cho quý vị và các bạn giải tỏa mọi căng thẳng sau giờ làm việc và học tập mệt mỏi. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời nhất tại đây.